Với kênh Thúc Mình, hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chứng kiến tất cả được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thúc Mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đi bọ được nằm trên cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review con sò. Đây là một loài động vật sống ở dưới biển và nó bên ngoài nó sẽ có một cái lớp vỏ rất là cứng để bảo vệ được bên trong thân của nó. Khi mà chúng nó gặp kẻ thù hoặc là cần đến bảo vệ thì chúng sẽ khép lại cái vỏ này vào và bên trong nó sẽ được bảo vệ rất là an toàn. Cậu không sao chứ? Ngồi nguy quá, con tàu hỏng nặng rồi. Cảnh ở đây tớ chưa từng bao giờ. Chắc chắn không phải là châu Phi. Hí hí, ngượng một sừng. Trời ơi, nó có thật sao? Không thể như thế được. Tớ hiểu rồi, đây chỉ là một con ngựa nhồi bông để nó đóng phim thôi. Chắc chắn có người bên trong, để tớ coi xem đường chỉ ở đâu nào. Ủa sao không có gì nhỉ? À đúng rồi, tất cả chúng ta đang nằm mơ đấy. Hãy đấm thật mạnh cho tớ tỉnh lại đi. Tự cận đòi ăn đấm nhé. Chưa được, tớ vẫn chưa tỉnh. Mạnh nữa đi. Trời, cậu ấy bay đi đâu mất rồi? Sumio ơi! Những nàng tiên bé tí teo. Xin chào, các bạn có thấy bé nào bay qua đây không? Cảm ơn nha, nếu không phải bọn mình đang mơ thì đây là đâu nhỉ? Cứu tớ với! Cậu ấy kìa, để tớ xuống cứu. Nobita, cậu biết bơi rồi à? Quái, thôi chết mất. Ai bảo nhắc đến chuyện đó lúc này? Kia là. Cảm ơn cô tiên cá nhiều lắm. Trời ơi, không thể thế được. Trên đời này làm gì có nàng tiên cá? Đúng rồi, chắc chắn đây chỉ là một con robot. Để coi công tắc của nó ở đâu. Ê đừng! Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy hốt hoảng thế nhỉ? Trời ơi, một con rồng. Nó cũng chỉ là một con robot thôi. Cậu giỏi thì thử tìm công tắc xem nào. Trời đất, Sumo sợ đến ngất xỉu rồi kìa. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Lỗ Đen được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Tấm Thẻ Tuyết được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review con sao biển. Trên hình ảnh này là một chú sao biển có 5 cái tua ra ngoài giống như một hình một ngôi sao màu vàng. Trên con sao biển này khi ở dưới cái dưới biển nó là một dạng thân mềm và có màu vàng. Con rồng kìa chớ có làm các vị khách hoảng sợ. Quay trở về hồ nước mau lên. Ôi Doraemon, ai bảo các cậu tự tiện dám bay một mình cơ. Xin lỗi, công viên chúng tôi quy định không được phép xuống tàu khi đang đi tham quan. Các cậu đang ở dưới công viên động vật thần thoại của thế kỷ 22 đấy. Ở đây họ tạo ra và nuôi dưỡng rất nhiều loài thú chỉ có trong tưởng tượng. Tạo ra á, vậy bọn chúng đúng là robot à? Không phải vậy, từ xa xưa con người đã lai tạo được rất nhiều giống mới, ví dụ như tạo ra lợn nhà từ lợn rừng, cá vàng cảnh từ cá vàng dã sinh. Hiện nay, việc can thiệp vào gen di truyền khá đơn giản nên ta có thể tạo ra loại mới một cách dễ dàng. Ví dụ người cá được lai tạo từ cá nược, cá nàng tiên tí hon được lai tạo từ loài bướm, còn chú ngựa một sừng là kết hợp giữa ngựa và sơn dương. Sumio, cậu tỉnh lại rồi à? Tất cả các loài thú ở đây đều do con người tạo ra đấy.
Thấy chưa, tớ đã bảo chúng là robot cơ mà. Tớ sẽ tìm được công tắc cho coi. Ê, không phải vậy đâu. Giờ thì cậu hiểu chúng không phải là robot rồi chứ. Hích hích, tớ xin khâm phục khẩu phục. Chà, ngoài này gió mát quá. Ra đây ngủ trưa thì hết ý. Đứa nào dám bước chân vào sân bóng sẽ bị ăn đấm. Thế là chẳng còn chỗ để chơi. Cậu lại nằm ườn trong nhà đấy à? Sao, bị trai em chiếm mất sân bóng à? Thôi được rồi, để tớ dẫn các cậu đến nơi này rộng rãi, tha hồ mà chơi. Bình ga thẩm thấu, chỉ cần xịt hơi ga này vào người là cậu có thể đi xuyên thấu qua lòng đất. Ôi, tớ chết đuối mất. Bình tĩnh, cậu thử bơi đi. Bơi ở đây dễ dàng hơn bơi ở nước nhiều. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Vương quốc dưới lòng đất, được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chiếc hộp thời gian, được nằm trong cuốn sách Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cá rô phi. Đây là một loại cá có rất có cái gây rất là sắc nhọn. Và loài cá này cũng là thuộc loại cá có vảy. Cá rô phi ăn thịt của nó rất thơm và ngon. Lại còn nhìn được quang cảnh trên mặt đất. Úc ô, trời ơi, cậu là mẹ hoáng hồn rồi đấy. Cẩn thận, kéo động vào rễ cây. Ngắm đường xá từ dưới lòng đất, thú vị ra phết mẹ ú nhỉ. Ê, chuột chũi kìa. Trời ơi, cái gì thế này? Các cậu xuống đây mà chơi tha hồ rộng rãi. Có chạy xa đến mấy cũng không sợ xe cậu nguy hiểm. Tuyệt vời, ha ha, vui quá là vui. Đứa nào đấy hả? Lạ nhỉ, chẳng có ai. Đừng có trốn nữa, giỏi thì ra mặt đây nào. Trời ơi ma. Này, dưới lòng đất, chỗ ấy có ma đó. Tớ nói thật đấy mà. Cậu bị cúm rồi đấy. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tớ chuẩn bị đi nghỉ ở khu biệt thự ngoài bán đảo Jojo, đang định rủ các cậu đi nữa. Cậu nói cái gì? Ở đó có rất nhiều sò huyết, bạo ngư và biển. Bắt đầu từ biển lên nướng thì ngon phải biết. Chuyến này có cả trai em Shiroka cùng đi. Thế mà cậu lại bị cảm. Đành chịu chứ biết làm sao. Sumio định rủ cậu tới biệt thự ngoài đảo ư, chuyện hiếm có đấy. Thấy tớ bị cúm nên nó cố tình trêu ngươi tớ đấy. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Sò huyết bắt ở dưới biển lên đem nướng, nghe mà thèm rõ rãi. Đây là bọ tò ngầm điều khiển từ xa. Chúng ta sẽ dùng nó đi săn ốc biển ngay bây giờ. Gắn kính tiềm vọng này lên trần nhà, đồng thời đem tàu ngầm này thả xuống sông. Xong rồi ta đến đảo Jojo nào. Cậu lại đây mà xem. Ồ, con sông nước thải.